Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cách đắp overlay dưới chân nha mọi người. Rất là đơn giản luôn. Nhìn thì có thể rất là khó cho mấy người mà mấy bạn mà mới tập đắp bột, nhưng mà nhìn một thời gian mọi người thì mình sẽ quen với cặp mắt của mình đó, thì mình sẽ làm được thôi nha. Nó sẽ rất là dễ dàng luôn. Một đắp overlay dưới chân này nè thì chỉ cần 5 giây đến 6 giây là mình sẽ đắp xong nha cả nhà. Đó. Ngón giữa thì mình sẽ lấy ít bột nè. Lấy vừa bột thôi nha mọi người, đừng có lấy nhiều quá. Đó, cho nó real square nha. Đó. Đây, mọi người thấy không? Lấy vừa đủ bột nha, đừng có lấy bột mà chảy quá nha. Chảy quá thì lúc mà mình bỏ bột lên thì nó sẽ chảy xuống, nó không có được đẹp nên mình không có build được cái móng. Nên mình vừa lấy cho nó vừa đủ chín bột tới là mình sẽ bỏ lên cho nó đừng có chảy. Và lúc đó mình sẽ lôi nó ra. Đó mọi người thấy không? Kéo từ từ nó ra rồi mình sẽ chặn cây cỏ lên cho nó real square nha. Đó. Vừa chín tới mọi người thấy không? Mọi người có thể cảm nhận được cái cục bột không? Để đó, nó không chảy thấy không? Đó xong đẩy nhẹ nhẹ lên trên cuticle, đập trên cuticle cho nó mỏng nha mọi người. Cho nó thiệt mỏng trên đó để chút nữa mình vũa đỡ cực cho mình nha. Đó. Lúc nào mình cũng phải làm xong mình phải để chỉnh lại cái shape cho nó real square nha cả nhà. Đó. Nói chung á là lấy bột á mình mấy cái ngón nhỏ mọi người thì mình lấy cho nó cái ngón nào mọi người thấy nó cũng giống như ngón nào hết, không có ngón nào nhỏ, không có ngón nào vừa thì mình lấy bột cái tiêu chuẩn thì lấy nó như đó là như đó nha cả nhà. Còn ngón cái thì mình sẽ lấy hai ngón cho nó đều nha, nhiều bột chút xíu. Nó không có giống ở trên tay có móng bự móng nhỏ, nhưng mà dưới chân á mọi người thấy không? Bốn ngón nhỏ nó đều với nhau hết, nó không có bự nhỏ thì mình cũng dễ mọi người. Mình không có cần mà giống như lấy một ngón thì nhiều bột, ngón thì ít bột nha. Đó. Nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Đắp ở trên chân thì mình nhẹ nhàng mình vuốt mà mình phớt phớt ở trên mặt móng thôi nha, chứ mình không phải vuốt mạnh thì bột nó sẽ chảy xuống dưới, với lại nếu mà lấy ướt quá bột nó sẽ chảy xuống dưới. Nếu mà cái dưới chân mọi người mà nó bị khít quá thì mình sẽ giống như là lấy tờ giấy hoặc là lấy cái miếng gì á mình chặn ngay khúc đó nha cả nhà. Giống như cái chân mà nó dính vô lại với nhau á thì mình lấy miếng giấy hoặc là mình lấy cái đồ mà chặn cho cái móng chân nó ghề ra, nó không có dính lại á, thì mình lấy còn nếu mà nó không khít thì thôi khỏi bỏ lên cũng được. Đó, nhẹ nhàng bỏ lên. Còn ai mà biết lấy bột á mọi người thấy không? Cái cách lấy bột á thì ai mà biết lấy á thì mình có thể phất một miếng ở ngay cái đầu móng á, xuống là bột lúc trong khi nó ướt á thì bột nó sẽ xuống nha cả nhà. Đó, chỉnh lại cái shape nè. Lúc nào cũng phải real square nha cả nhà. Đó. Rất là dễ làm luôn. Ở dưới á, có bột thì chút nữa mình sẽ lấy cái dũa mình đi một đường ở dưới thì nó sẽ mọc nhìn mỏng lại thôi nha cả nhà. Đó, lấy bột ra rồi vuốt nè, vuốt từ trên xuống. Nhớ là đừng đắp overlay, đừng có lấy bột nhiều quá nha, đừng có lấy nước nhiều quá nha cả nhà. Ướt quá thì bột nó sẽ chảy xuống á thì mình sẽ không có làm overlay được. Overlay là phải vừa lấy bột vừa đủ, lấy nước vừa đủ mà mình đợi cho nó khô chín bột xong á mình mới bỏ lên móng. Đó. Mọi người thấy không? Tuy ngón út á nó nhỏ nhưng mà mình cũng lấy bột cho nó bằng mấy cái ngón kia lên luôn thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, vậy là đó, cái ngón kia mới vừa đụng chút xíu mà nó bị mess up rồi mọi người. Đó, nếu mà lấy bột mà ướt quá mọi người thì ngay đó bột nó sẽ chảy xuống thì ngay cái chỗ nó sẽ để lại cái lằn nha mọi người, thì không đúng.
nó mới đụng mess up chút xíu thì mình sẽ bỏ cục bột ngay đó, mình peel ra thôi, rất là dễ dàng luôn nha mọi người. Mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Hoàng nha. Hoàng cảm ơn mọi người rất nhiều.